Vâng, em chào các bác nhé. Đấy, hôm nay em có một con Omni Bio nó 7.900, em nên phụ các bác nhé. Con này thì em bán sẽ bán xả rẻ hơn một chút so với các con Omni khác của đời 7.900 này nhé. Hàng về nói chung là còn đẹp này. Đây có một vết nở nhẹ này. Hàng đẹp, ok không ạ? Vỏ viết ok này. Đấy, các bác thấy nhỉ? Này nhá. Đấy. Hai bên đều âm ly đều đang có tiếng nhá. Đấy. Hai bên đều có tiếng cả, được chưa? Đấy nhá. Đấy. Đấy. Đây. Đấy, tuy nhiên thì là con này thì nó có một cái này đấy. Nó bị lỗi một tí, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cả âm ly mấy đâu. Vì đây là cái balancer này. Cái balancer này. Đấy, bình thường là vặn sang bên này nó có tiếng đúng không ạ? Thì nó phải một bên tiếng nó sẽ có, một bên tiếng nó không có đúng không ạ? Thì vặn sang bên này thì nó cũng phải có một bên tiếng có, một bên nó không đúng không ạ? Nhưng mà cái ba năng vế bên này thì các bác thấy này, vặn sang thì nó không có tác dụng. Đấy. Thì đây là một cái bình thường thôi. Cái ba năng này chắc là lâu ngày cái một bên than nó bị mòn rồi, thì nó không có tác dụng về cái bên phải nữa. Đấy, thì cái này thì nó không quan trọng đâu, vì cái ba năng sơ thì thực ra là mình sẽ không bao giờ dùng đến. Đấy. Nó là cái núm để chỉnh hai loa trái phải đây, nhưng mà ít khi dùng đến, cực kỳ ít khi dùng đến. Nên cái này mình có thể bỏ qua cũng được nhé. Đấy. Đấy, còn lại các cái chức năng đây. Demolitor, nào nớt, chỉnh các đầu vào. Đấy. Ok hết nhá. Đấy. Ok, ba năng này nó đang bị ấy này. Đấy. Nó đang hơi nó bị mất, nó bị chắc là nó bị mòn một bên chiếc đáp rồi. Đấy, nó không ấy được nha, còn đâu là đấy bình thường này. Tiếng mono site tông. Đấy. Thì cái này nếu như để gạt lên nhá thì nó sẽ không chỉnh được bát tép này. Nó muốn gạt, muốn chỉnh bát tép để gạt xuống nhá. Đấy, đây. Để các anh thấy này. Nhưng mà chỉnh được bát tép bình thường nhá. Đấy. Đấy, con Omni Bio nó 7.900 này thì là nó bánh được rất nhiều các cái loa. Chạy 4 con sò than nhé. Đấy. Đấy. Đây em đi. Đây em đặt cái đít cho các bác xem cái sò của nó. Đây cái sò nằm cái đít này các bác này. Nó chạy 4 con sò san ken 2 bit. Đấy. 4 con sò than 2 bit đấy. Thì những con sò 2 bit này nó tiếng đánh cực khỏe luôn luôn nhá. Bên này 1, 2 này, 3 này, đây là 4 này. Đây chạy 4 con sò trường nhá. Sò dài đấy, sò 2 bit. Đấy, những con sò 2 bit này cực khỏe luôn, khỏe luôn thôi nhé. Đấy, nên là nó ghép được rất nhiều các cái dòng loa cổ ngày xưa. Đấy, nó ghép rất là hợp được rất nhiều các cái dòng loa cổ ngày xưa nha, và các cái dòng loa bát 25-30 nó bánh tơi bời luôn. Đấy, các bác nhìn này, đây là một đôi bát 25-27 nhá, nhưng mà em mới chỉ mở đến khoảng 4 giờ này, nó bánh còn là nát hết cả loa luôn rồi. Đấy, 5 giờ đấy, thì quá to luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Đi cực khỏe luôn nhá. Đấy. Pioneer 7.900. Con này được ghép các cái loa từ 6 đến 16 ohm nhá. Đấy, và trở kháng là 6 đến 16 ohm này, và công suất là 130W đến 100V. Đấy, 7.900. Đấy, rắc rắc ở đằng sau kết nối ok, đầy đủ nhá. Đấy, hai đầu vào vẫn có tiếng bình thường này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy nhá. À. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy. Đấy, như vậy là con Omni này là chạy ok, chỉ có cái ba năng này là nó đang không không sử dụng được thôi. Đấy nhá. Đấy. Đấy thì là con Pioneer 7.900 em bán bình thường ra những con này khoảng 4 triệu. Đấy, hàng đẹp. Thế con này em bán xả nhanh luôn với giá là đi 3.500.000 nhé. Nếu bác nào mua Alo cho em, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 cho các anh nhé. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.